có nên sử dụng ba lô lên núi chống nước? Có thể câu trả lời của bạn là có đúng không? Nhưng mà từ từ, xem xong video này có thể câu trả lời của bạn sẽ khác đấy. Đầu tiên các bạn phải biết cách phân biệt được đâu là vải chống nước và đâu là vải không chống nước. Nếu test bằng cách đổ nước chảy xuống như thế này thì từ hai loại vải các bạn có thể thấy chúng không khác gì nhau. Nhưng mà để thấy được sự khác nhau rõ rệt hơn, các bạn nên tạo thành một vũng nước trên bề mặt vải như thế này và sau đó đổ nước vào xem nó có thấm qua hay là không. Thì ở trường hợp này, vải ở hình bên trái nước đã thấm qua, còn bên phải thì không. Từ đó chúng ta đưa ra kết luận loại vải này là loại vải chống nước, còn loại vải này là không. Vậy thì về đặc điểm cấu tạo thì hai loại vải này khác gì nhau? Mình xin trả lời luôn là không khác nhau là mấy. Sự khác biệt nằm ở loại vải chống nước là có phủ thêm một lớp PU, thì lớp PU này là lý do chính làm nước không thấm qua được. Ưu điểm là thế, nhưng mà nó vẫn còn một nhược điểm, đó là khi sử dụng một thời gian, các bạn có thể thấy lớp PU này bị bong chóc ra, làm khả năng chống thấm nước của vải bị giảm và nhìn rất là mất thẩm mỹ. Nguyên nhân là lớp PU này bị cọ sát với thiết bị khác trong quá trình sử dụng, và thêm một nguyên nhân chính đó là thời tiết ở Việt Nam khá là nóng, thế nên việc bảo quản sử dụng chúng trong một thời gian dài cũng rất là hạn chế. Vậy giờ xài ba lô có vải không chống nước thì cũng không có được, mà xài vải chống nước thì chưa chắc ba lô đã chống nước hoàn toàn, tại vì nước có thể xâm nhập vào ba lô từ nhiều vị trí khác nhau như là đường may mũi chỉ này, khóa kéo này. Vậy giờ phải làm thế nào? Và đây là giải pháp mình từng hay sử dụng. Mình sẽ chuẩn bị những túi zip bằng ni lông, loại hút trên không thì càng tốt. Sau đó mình có thể bỏ tất cả những thiết bị đồ đạc mang vào đây, đặc biệt là những thiết bị điện tử như là điện thoại nè, đèn, sạc dự phòng vân vân. Đây cũng là cách mà mình bảo toàn được những thiết bị của mình trong chuyến đi gặp mưa bão như thế này. Mà chưa kể, đây là con ba lô Low Alpine chính hãng, thời điểm mình mua là gần 7 triệu nha, mà còn bị vô nước nữa nha. Thì các bạn cũng nên xác nhận thông tin kỹ hơn khi mà ai đó tư vấn cho bạn một chiếc ba lô leo núi có vài trăm hay là thậm chí là một vài triệu thôi mà có thể chống nước được 100% nha. Ok rồi đó, thì khi mà có những túi zip bằng ni lông như thế này thì mình cũng chả quan tâm tới việc là ba lô có chống được nước hay là không. Khi mà trời mưa thì các bạn gắn thêm một chiếc áo mưa ở ngoài ba lô như thế này để hạn chế nước thấm vào bên trong ba lô, làm ba lô nặng hơn nha.